Mùa dịch hết tiền mà tủ lạnh hư, sửa lại nó quay rồi mọi người ơi, đỡ tốn kém. Thì cái tủ lạnh này thì nãy là quạt thứ nhất là nó không có lên, và thứ hai là ngăn ngăn dưới này là nó không có hơi lạnh. Nói chung cũng ngồi nghịch ngợm để sửa đỡ tốn tiền thôi. Thì bây giờ nó đã phát xuống ba cái chỗ này rồi ha. Đây cái quạt này điện nó 220, thì mình muốn xác định nó lên hay không thì mình lấy ra mình cấp nguồn mình thử coi nó có quay hay không đó. Nếu nó không quay á thì mình mới kiểm tra về những cái bo mạch ở dưới đây, nhưng mà cái đó mình không có chuyên ha. Chủ yếu là mình xử lý cho cái ở dưới nó đừng co, tại sao ở dưới nó không lạnh thôi, là do mình bỏ cũng 3 tháng rồi, mình nghe người ta nói là không ghim vô nó hư nhưng mà mình không có nghe, mình giật điện ra luôn đó. Tới lúc mình về thì mình ghim vô thì nó chỉ đông ở trên đây thôi, nó không có đông ở dưới đó, nó không ở dưới nó không có lạnh, nó không có lạnh. Rồi xong rồi ngồi sửa 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 làm sao rồi không biết làm sao rồi nó không có lên quạt luôn. Thì bây giờ quạt nó quay rồi thì để mình tắt cái điện đi rồi mình nói tại sao mà nó không có, tại sao nó không lạnh ngăn dưới. Thì á cái ngăn dưới này anh em lâu lâu anh em phải xả đông ha, để trong đây nó đông đá đây, để mình giật cái này ra là anh em thấy tại sao mà ở dưới nó không đông nè, để ở dưới nó không lạnh nè, để anh em là tủ lạnh mà ở nhà mà nó không lạnh anh em tự xử lý luôn, cái nào xử lý được mình xử lý, mình khỏi kêu thợ ha. Đây định mua cái khác mà thấy tốn tiền quá anh em, thì trong đây là nó có nguyên một dàn tản nhiệt để là làm lạnh đây mọi người ha, làm lạnh. Thì ngay chỗ này nó có một cái đường để nó, ba cái đường để nó phà hơi xuống, thì lâu ngày á mấy cái đá với mấy cái tiết này nè anh em thấy đá với tiết nó đóng nó bít hết luôn cái đường để thổi xuống dưới luôn ha, đó nó bít hết luôn. Nên là cái ba cái chỗ này anh em mở cái này ra đây, cái này nó nằm ở đây à, nó có một cái bộ lọc trong đây à, chào anh em ha. Thì nó không có phà cái dàn hơi xuống đây nên ở dưới đây nó không có lạnh, tại vì nó đóng kín luôn cái chỗ này luôn đó, nó có đóng, nó đóng đóng tiết thứ nhất là bịt cái chỗ này lại và cái đường phà hơi xuống nè, nãy mình nại ra nè, tiết như này anh em thấy không đó, nó chỉ lạnh ở trên thôi. Thì cái nào mà mình xử lý được á thì mình xử lý, nếu mà đơn tại mình không biết thì nên mình mới kêu thợ thôi đó, tiết đá đông có dày nè đó, mình không biết mình mới kêu thợ thôi, còn ví dụ nó hư thì bắt buộc mình phải kêu thợ sửa rồi, còn nó đông đá nó đông tiết dữ quá nó không có làm lạnh ngăn dưới thì mình xử lý được thì mình xử lý nha anh em. Thì nãy là nó mắc nguồn nha mọi người, nó mắc nguồn. Thì kiểm tra cái nút ở đây thì thấy nó ok, nó không có gì hết, cái nút đóng tắt thì nó ok đó. Thì cái cánh quạt nó có vấn đề, vài bữa mình đi mua cánh quạt thì nó dẫn cái này nó dẫn hoạt động nhưng mà cánh quạt nó không có quay ha, nó không có quay, lúc nó lên lúc nó không, lúc nó lên lúc không, lấy quạt ra quài thử thì lúc lên lúc không thì mình biết cái quạt nó có vấn đề, nên cái tủ mình nó đang lạnh tự nhiên giờ nó nín luôn đó, nó nín luôn. Thì giờ sửa cái quạt lại là làm đỡ lại cho nó thì nó quay rồi, để rảnh đi mua cái kia. Thì đó anh em nào ở nhà mà sẽ có tủ lạnh mà nó không đông á, nên nó không lạnh ngăn dưới á, thì chịu khó mở cái nắp này ra. Cái nắp này nó có nguyên một cái gì đây, cái của nó thì nó có gồm những cái nắp như vậy, thì cái này nó ịn vô là nó ịn như vậy, nó thổi nó phà ra nè đó, nó phà ra cái quạt amateur. Nãy giờ ngồi suy nghĩ không biết ngày mai lên Bách Hóa Xanh mua hay sao mà thấy mùa này mua nữa đuối quá anh em ơi, nên là mở ra làm. Thì giờ nó ok rồi, giờ nó phà dưới, giờ mình hồi nữa mình vệ sinh đây, vệ sinh mấy cái đá tiết này ra để cho nó thổi xuống dưới, ngăn dưới tự nhiên giờ nó không lạnh luôn. Nãy giờ vợ chữ nó kêu vẫn còn đông đá ngăn trên, chỉ ngăn dưới là không không lạnh thôi, ngăn dưới không lạnh thôi, ông sửa kêu gì xong giờ hư luôn. Thì mình nó kiểm tra mình thấy cái quạt này nó có vấn đề, mình lên mạng mình coi thì cái quạt này nó không có nhiêu tiền, này đá tiết cái bịch cỡ gì nè, nó đâu có xuống ngăn dưới đâu anh em, thấy giờ nó giật giật khùng luôn. À, mình mới xác định được là cái này do cái quạt chứ không phải hư tủ lạnh, không phải, không nó không có hư cái tủ mà do nó bị cái quạt. Quạt này thì mình chưa có, mình chỉ cầm cái quạt mình không biết là nó xài, chắc nó xài chổi than quá, chắc nó xài chổi than. Thì để xong rồi mình đi mình mua cái quạt mình thay vô đó, giờ bươi mấy cái lỗ này cho nó lồng xuống dưới. Rồi nãy nó bít hết luôn mấy cái đường phà xuống nè anh em, đây nè anh em thấy ha, đúng không nè, một cái đường phà xuống nè ở trên nè, cái đường thứ hai nè ha, đường thứ ba, thì ba cái đường đó thì nó đồng nghĩa là ba nó đi chung với ba cái đường chỗ này. Tại sao ngăn dưới nó không lạnh thì do là nó đóng tiết quá nhiều thôi. Nếu mà mình giải quyết nó đơn giản thì mình giải quyết, còn không mình kêu thợ lại là
bèo bèo lắm, mình điện nó chạy lại, nó chạy lại, nó mở ra nó làm rồi cũng 500.000 mọi người. 500.000 mà mình mà mùa dịch này nó anh em bào xe kiếm 500.000 cũng le lưỡi anh em. Đó thì làm được cái nào thì xử lý cái đó. Mình chia sẻ với anh em vậy, tại vì nhà nào cũng có cái tủ lạnh hết. Đó. Xe thì là lúc này lúc kia nhưng tủ lạnh nhà nào cũng phải có, như thường nó bị trường hợp này mình không biết thì mình kêu thợ ha. Này lần đầu tiên mình làm mọi người, cái nào mình kiểm tra được thì mình quay lên mình nói với anh em thôi. Bít nè, đá nó đông cỡ gì mà nó bít hết mấy cái đường lại, làm sao mà ngăn dưới lạnh được anh em. Này là mà nãy giờ mình xả đông nãy giờ là gần 2 tiếng rồi nha anh em, mà nó còn gì nè. Đó. Rồi thôi vậy ha anh em ha, quay lên đây để cho anh em vô xem cho vui. Rồi ở nhà nếu có tủ lạnh mà nó không lạnh thì mình cứ giải quyết theo kiểu này ha. Nó không lạnh ngăn dưới thì kiểm tra thử coi, là thứ nhất là coi nó còn ga không. Còn ga, nếu mà ga nó còn rồi thì mình kiểm tra thử coi quạt có quay hay không. Đó, quạt có quay hay không, rồi cái đường mà phà xuống ngăn dưới nó có bị bít lệ hay không anh em ha. Rồi chào anh em ha, mình kết thúc video mọi người, để làm cái này cho xong để hồi vợ chủ biên đầu mà có phá mà hư luôn cái chỗ lạnh luôn. Rồi chào mọi người.